quá anh em ơi. Sáng chủ nhật nha. Quá mệt. Có quạt chịu không nổi nha anh em. Sản phẩm của em đây. Đầu tuần vui vẻ nha. Nhỏ nhỏ thôi. Đây. Đầu tuần vui vẻ nha. Đây. Vui vẻ không quạo nha. Vui vẻ không quạo nha. Lắm. Ông bị mặt cái lọ cái đít sáng nha anh em, dễ không quạo nha. Đủ ăn rồi, ngày chắc về nhậu nữa mấy anh em. Ngày đủ ăn rồi chắc về nhậu nữa. Đây. Đủ ăn chắc quay về nữa. Ngóng ngóng về nhà. Nhậu tiếp. Sáng đầu tuần nha. Mệt. Mệt ổ hai cục. Lụm. Ách pussy. Vô bịch nha anh em. Quá. Cái quạt mà sao này mệt chứ, quá nhậu quá. Quạt. Đây. Sáng nhẹ nhẹ hả? Nhẹ như đây rồi ha anh em. Wow. Chút về nhậu nữa. Vô túi. À, kết thúc mình đi tiếp nha anh em. Trên kênh thì có không có về nhậu nữa. Ăn sáng nha anh em. À, hay vô. Kết thúc tầm đó nha. Cắn dữ rồi trời. Cảm ơn em ơi. Chủ nhật nha. Em sắp no rồi, sắp về. Sắp về rồi nha. Bài giỏ rồi. Qua nhậu bữa nay thì bù rồi. À, thấy gì tôi đang thấy không? Đây anh em. Anh em thấy gì không? Cào quá, go hay quá anh em ơi. Này nó phức quá mà nó bự khủng khiếp luôn anh em ơi. Đây. Anh em thấy không? Mỏ này bự khủng khiếp lắm nha. Bá đạo. Kết thúc là mình nuốt nó nha. Đủ ăn rồi nha anh em. Đầy nhóc bạch luôn à. Vô tàn. Đây chắc nó dễ. Dễ luôn á. No. Tú à. Vô đây là chặt tú. Buổi sáng của em.
Ok, chủ nhật mày làm đi làm nha anh em, chứ em no hả? Kết thúc nha, kết thúc đây ạ. Đẹp quá. No à, hú em ơi, đủ bo hết rồi, hai bịch 7 lít rồi. Nè. Khủng nè. Đâu rồi? Ủa, ông mực. Bao khiếp. Y như cái giỏng á. Má. Ông khủng khiếp. Lùm lên em ơi. Kết thúc lắm đó nha. Ông bà gì đóng vậy ông nội ơi, đi kiếm từ 6 sáng tới giờ đó, chạy giết con dục con xe nè, qua ông đóng nè. Quá trời thần đất lỡ của ông thì đều quá nè. À, đi kiếm trong rừng không rú đủ ông lắm trên đầu vậy nè, đi kiếm đó, đó. À, thấy muốn đá luôn thiệt. Đó à, chạy nghinh nghinh từ sáng chữ hai nè, đó là chữ nè, chữ nè. Nãy đứng ra đây luôn, đã đứng ra đây nè, đó đó để đứng ra đây luôn nè. Ba lần luôn má ơi. Ừ, đủ lẽ là đốt cái chết bà. Nó đỉ, nó mấy đó căng bệnh vậy luôn. Ừ. Ừ, má. Ông luôn xèo à. Con quẹ gì bắt. Có con quẹ gì bắt. Đó, ông đóng giữa đường nhìn nè anh em. Má. Tí bây giờ, tí bây giờ ông đang coi. Chạy từ sáng quá, chạy từ đó nha, 80 vòng đường đi. Trời ơi, ông đóng má bây giờ trên đó bắt nó bay về đâu. Trời ơi, có ông cục mạch. Trời ơi, cục mạch 6 lít, 60 lít. Cũng khiếp cục mặt thiệt. Kết thúc nè em. Hàng mới về nó hỏi luôn nha các bạn. Ai cần mặt thì inbox cho mình nha.